Bạn thân mến, sau đây mời các bạn nghe Bạch Minh đọc tiếp cuốn tiểu thuyết cổ điển Trung Quốc Tây Du Ký. Bốn thầy trò Đường Tăng rời Châu Thành Ngọc Hoa, đi chừng năm sáu ngày đường, xa đã trông thấy một tòa thành trì. Khi xuyên qua mấy lối ngõ ngoại thành, thì thấy bên đường cái có một ngôi chùa. Đường Tăng liền gọi ba đồ đệ tạt vào đấy nghỉ chân. Khi đi đến cửa chùa, thấy trên có ba chữ chùa Từ Vân. trong khi bốn thầy trò đang đứng xem, một nhà sư từ trong chùa đi ra chào Đường Tăng và hỏi: Sư cô ở đâu tới đây thế? đệ tử từ bên đường chiều nước Trung Hoa sang đây à? Nhà sư đó vội vàng cúi đầu sụp lại. Đường Tăng lấy hai tay đỡ dậy nói: đệ tử chỉ là nhà sư hành cước đâu dám nhận đại lễ của viện chủ. Thấy đường tăng phong thái đoan trang, nhà sư đó dẫn đường tăng lên chính điện lại tượng Phật. Xong, đường tăng mới gọi ba đồ đệ theo vào. Ngay lúc đó, thêm mấy vị sư đi ra, đón mời bốn thầy trò vào nhà phương trượng ngồi lại uống trà. Trong khi chuyện trò, các vị sư trong chùa cho biết, nơi ấy là phủ Kim Bình thuộc ngoại quận nước Thiên Trúc. Một lát sau, Đường Tăng lại hỏi. Xin viện chủ cho biết, từ Quý Phổ đây đến Linh Sơn còn bao xa nữa? Các tăng nhân nói. Từ đây đến Kinh Đô Thiên Trúc, độ 2.000 dặm. Còn đường đến Linh Sơn, chúng tôi chưa đi qua, nên cũng chẳng biết là bao xa cả. Một lúc sau, mấy chú tiểu bưng cơm chay lên mời ăn. Cơm xong, đường tăng muốn từ tạ xin đi luôn. Thì các sư trong chùa giữ lại và nói. Mời sư phụ hãy thư lại chơi một vài hôm đã. Qua Tết Nguyên Tiêu rồi đi cũng chưa muộn cơ mà. Hơn nữa, hôm nay đã là ngày 13 tháng riêng rồi. Đến chiều sẽ thi hoa đăng. Và ngày kia là ngày rằm thì làm lễ thượng nguyên Cho mãi đến 18-19 lại làm lễ tạ đèn Trong mấy ngày hôm đó Các địa phương trong thành đều rong hoa đăng suốt đêm vui chơi đàn nhạc Sư cô ạ à, Còn cái lệ cầu đèn vàng nữa Từ xưa lưu truyền đến nay rất hay đó Vậy mời các vị ở lại vài ngày chùa nghèo chúng tôi xin được đón tiếp ạ à. thấy họ khẩn khoản giữ như vậy đường tăng trù trừ hồi lâu nhưng rồi cũng nhận lời chiều đến trên điện phật chuông trống vang lừng dân chúng nam nữ thiện tín ở khắp phố phường đều đến lễ phật thầy trò đường tăng cũng ra cả ngoài phương trượng xem hoa đăng ngày hôm sau trong chùa lại hiến cố chay cơm xong viện chủ mời ra vườn sau dạo cảnh thấy đầy vườn hoa cỏ tốt tươi mấy thầy trò dạo chơi thỏa thích trong vườn và xem hoa đăng ở chiên điện gần một ngày trời đến tối lại cùng nhau xem rước đèn ở các phố đằng cửa đông dòng trời mãi đến canh hai mới về chùa yên nghỉ đúng hôm rằm tháng riêng, các sư trong chùa đến mời đường tăng. Thưa sư cụ, mấy đêm trước chúng ta mới xem có hoa đăng ở trong chùa này và mấy giấy phố cửa đông thôi. Đêm nay ta vào trong thành xem đèn vàng, người tính thế nào? Thầy trò tam tạng vui vẻ nhận lời, đi cùng với các vị sư trong chùa vào thành xem đèn. Đêm hôm ấy, dân chúng trưng đủ các kiểu đèn hoa đăng ở khắp phố trong thành. Đám người đi xem hội đông nghìn nghịt như nêm cối. Chỗ thì múa hát, chỗ thì nhảy dây cỏ, đằng kia lại đeo mặt nạ ma cưỡi voi. Bên đồng một dãy, bên tây một hội, các trò vôi thật xem không sể. Khi đường tăng và các vị sư đi đến tận cầu đèn vàng xem thấy đó là ba cây đèn to bằng chiếc cống lớn, đều đan bằng những sợi vàng nhỏ, sáng như ban ngày, soi rõ cả những nét chạm trổ lóng lánh rất tinh xảo trên cầu đèn vàng. Quanh chiếc đèn, mùi dầu thơm ngào ngạt sộc cả vào mỗi người xem. Đường Tăng ngoảnh lại hỏi các sư. Đèn này thắp bằng dầu gì mà có mùi thơm lạ lùng như vậy? Sư cô ạ à, phía sau phủ chúng tôi có một huyện mân Thiên rộng 240 dặm hàng năm có 240 hộ giàu có phải nộp dầu đèn dầu này là loại dầu thơm hỗn hợp mỗi mật học trị giá 30 lạng bạc ba cây đèn ấy mỗi cống được 500 hộp cộng thành tiền là 4 vạn 8.000 lạng bạc cơ đấy Thế mà chỉ đốt được có 3 đêm thôi Nghe các sư kể vậy Hành giả hỏi Dầu nhiều như thế đốt ba đêm làm sao hết được Sư trưởng à, ba cây đèn ấy chỉ đốt đến đêm nay Một khi đã thấy Đức Phật hiện thân Dầu sẽ cạn hết Đèn cũng tối đi Bát giới đứng bên không nhịn được cười lên nói <laughs> Có lẽ Đức Phật Ngài lấy cả dầu mang đi rồi Ngài nói rất phải đấy Từ xưa tới nay Hết thấy mọi người trong toàn thành Đều kháo nhau như vậy Hễ thấy dầu cạn Người ta đều nói là Phật tổ nhận đèn rồi Năm đó Xem mạ tốt lúa mày Nếu năm nào mà không cạn hết Sẽ mất mùa đói kém Mưa gió không thuận Cho nên ai ai cũng không tiếc rẻ tiến cũng như thế đương khi chuyện trò như vậy bỗng dưng trên trời gió bốc lên ào ào những người đi xem đèn hốt hoảng chạy tán loạn hết mấy vị sư cũng lào đào nói bạch sư cổ trở về đi thôi gió đã tới đức phật tới nơi xem đèn bàn điểm lành đấy sao lại biết là phật đến xem đèn năm nào cũng thế, chưa đến canh ba hệ thấy gió thổi, biết là các phật ban niềm lành, cho nên mọi người đều phải lánh mặt. đệ tử tôi là người phát nguyện kính phật và lễ phật, nay gặp cảnh đẹp, nếu quả có chư phật đến được ở lại kính lễ cũng là việc hiếm hoi. một lúc sau, quả nhiên có ba ông phật hiện ra ở trong gió đến gần nơi tháp đèn. Đường Tăng bất chấp sự khuyên ngăn của các vị sư, chạy lên đầu cầu giạp mình xuống lại. "Sư phụ, không phải người tốt đâu, nhất định là yêu tinh đến rồi." Hành giả định đến ngăn lại, nhưng nói chưa dứt lời, đèn đã tắt hết. Đường Tăng cũng bị cuốn đi theo gió mất. Làm cho bát giới sợ hãi chạy đi tìm trái tìm phải. Sa tăng cuống cuồng gọi trước gọi sau. "Hai chú ơi, không nên tìm gọi ở đây nữa." sư phụ vui quá khóa sầu, bị yêu tinh quắp đi rồi nghe hành giả bảo vệ mấy vị sư kia sợ hãi hỏi sư trưởng sao ngài lại biết là yêu tinh quắp đi he <laughs> he vừa rồi trong khi gió thổi hiện ra thân phận đó chính là ba con yêu tinh chúng nó che tối ánh đèn dở đồ đựng chút lấy dầu quắp luôn cả sư phụ ta đi đáng tiếc là ta chạy theo hơi chậm một chút cho nên chúng nó đã hóa thành gió trốn mất rồi rồi ngồi nếu như vậy thì làm thế nào bây giờ không nên chậm trễ hai chú hãy theo các sư về chùa chống nom ngựa và hành lý để lão tôn mượn dõi đuổi theo chúng nó hành giả lộn ngay lên trên mây đứng trên trời Người thấy luồng gió tanh thổi về hướng đông bắc hành giả đuổi theo đến lúc trời sáng rõ thì gió tắt đây là một quả núi đá lởm chởm trên vênh. Trong khi hành giả đứng trên sườn núi tìm đường, thì chợt nhìn thấy có bốn người dồn đuổi ba con dê từ chân núi phía tây đi lên. Hành giả chừng cặp mắt lửa con người vàng nhìn một lúc. Nhận ra đó là bốn vị công tào sứ giả trực năm trực tháng và trực ngày trực giờ. Chẳng qua là thay hình đổi dạng đi tới. Thanh giả rút gậy sắt ra nhảy xuống sườn núi quát hỏi các ngươi co đầu rụt cổ chạy đi đâu thế tứ trực công tào thấy đã lộ chuyện ra vội vàng đuổi ba con dê chạy đi hiện lại nguyên hình đứng sang cạnh đường làm lễ nói xin đại thánh thứ lỗi cho sư phụ đại thánh lơ đãng lòng tu Hàm vui chơi chùa từ vân và phủ kim bình thành thử vui quá hóa sầu đến nỗi bị yêu tình bắt đi. Nhưng đã có giả lam bảo hộ bên người rồi. Chúng tôi biết Đại Thánh suốt đêm đuổi theo, sợ Đại Thánh chưa rõ đường núi, nên mới tới đây chỉ lối cho. Hành giả đang hậm hực muốn đánh, nhưng nghe thấy họ nói vậy mới tha cho tất cả. Bỏ gậy xuống đổi giận làm lành nói. Quả núi này có phải là nơi ở của yêu tinh không? chính phải núi này gọi là núi thanh long trong động huyền anh núi này có ba tên yêu tinh tên lớn nhất là đại vương trừ rét tên thứ hai hiệu là đại vương trừ nắng tên thứ ba gọi là đại vương trừ bội ngay hồi còn nhỏ chúng nó đã thích ăn thứ dầu thơm hỗn hợp sau khi thành tinh đến nơi đây lừa dối quan viên và dân chúng phổ kim bình lập ra hội đèn vàng. Hàng năm cứ đến rằm tháng riêng chúng biến thành thân Phật đến để lấy dầu. Năm nay bắt gặp sư phụ ngài chúng quắp luôn đi. Chỉ mai nay chúng sẽ lấy dầu thơm dán lên ăn thế đấy. Ngài nên đi cứu ngài đi. Sau khi cho bốn công tà về, hành giả vượt qua sơn núi tìm động phổ. Đi chưa được mấy dặm, nhìn thấy một nhà đá nằm giữa cái hốc núi. Hai tấm cánh cửa đá nửa mở nửa khép. Bên cạnh có một cái mốc đá trên có sáu chữ Núi Thanh Long Động Huyền Anh. Hành giả không dám hấp tốc đi vào, đứng vững chân và qua to. Yêu tinh, đưa ngay sơ bộ trả cho ta đây. Sau mấy tiếng cọt cọt kẹt kẹt, cửa động mở toang ra một lũ yêu tinh đầu trâu chạy ra lơ lơ láo láo gạn hỏi nhà người là ai dám đến đây kéo là hư ta là đại đồ đệ của đường tam tạng đã bị bọn đầu xó nhà máy cắp đi khôn hồn thịt đem trả ngay đây bằng không ta hất đổ sao huyệt đi ngay còn chúng bay cũng tan xương nát thịt hết bọn tiểu yêu nghe nói vội vã chạy vào báo gấp Đại vương hạ, đại vạ, đại vạ rồi. Ba tên yêu tinh già bắt đường tăng tha vào chỗ sâu thẳm trong động. Đang sai lũ tiểu yêu lột hết quần áo đường tăng ra, múc nước trong ở giữa dòng, rửa rãi cho sạch sẽ, định đem giết thịt. Chợt nghe thấy báo tai vạ. Tên yêu tinh kinh sợ hỏi, có chuyện gì xảy ra? Tiểu yêu run lập cập, truyền lại những lời quát mắng của hành giả bà tìm kia nghe báo xong khoảng hơn nói vừa mới bắt được tên này chưa kịp hỏi đến họ tên lai lịch chúng mày đâu lấy quần áo cho y mặc vào dẫn đi đến đây để ta trả hỏi xem y là hạng người gì từ đâu tới đây lũ tiểu yêu cởi chó cho đường tăng bắt mặc quần áo vào dòng đến trước mặt lão yêu tinh già Đường tăng sợ run lập cập quỳ ở mé dưới kêu xin Xin đại vương thả tội, thả tội Ba tên yêu tinh già cùng hỏi Nhà ngươi là sư ở đâu đến đây, đây Chúng thế Phật sao lại không tránh mặt Mà dám cản đường bay của ta Này, nhà ngươi ở đâu tới đây Cùng đi có bao nhiêu người, tên họ là gì Phải cùng ngay ra đây, ta sẽ thả tội cho đường tăng vì sợ quá nên đã khai hết cả họ tên và lai lịch của bốn thầy trò cho yêu tinh nghe. Lũ yêu tinh nghe thấy có tên Tề Thiên Đại Thánh Tôn ở Không. Cả thầy đều chột dạ nói với nhau. Mày mà chưa ăn thịt ý đấy. Chúng mày đâu? Hãy đem xiềng sắt xích đường tăng lại đằng sau. Đợi khi nào bắt cả đồ đệ của y sẽ đem nấu hổ lớn ăn mà thế. Xong, chúng liền điểm lấy một lũ tiểu yêu châu rừng, châu đen và bò vàng. Tất cả vất cờ thúc trống cầm minh khí đi ra cửa. Còn ba tên yêu tinh giả ăn vận chỉnh thể xong, ra ngoài cửa quát nói. Còn khỉ nhãi nào dám đến chỗ này làm ấm mấy lên thế? Hành giả tức giận quan mang lại. Tuông giặc lấy trộm dầu kia, đừng có nhớ nét. trả ngay sư vào ta đi. Nói xong, liền xông tới dơ cần thiết bổng đánh liền. Ba tên yêu tinh già kia, thằng thứ nhất cầm búa sắt, thằng thứ hai cầm đại đao, còn thằng thứ ba thì cầm cây roi song. Cả ba dàn ra đón đỡ một lúc. Một cây cần thiết bổng của hành giả đấu với ba tên yêu tinh tới 150 hiệp. Đến lúc trời đã xế chiều vẫn chưa phân thắng thua. Tên đại vương trừ bội cầm một cuộn dây mây vung lên một cái rồi nhảy lên cầm cờ phất lên tiếu thịt lũ tiểu yêu đầu châu kia ồ ạt tiến lên vây chặt lấy hành giả vào trong đánh vừa đánh phứa hành giả thấy việc không ổn đánh vút một tiếng lót mình lên trên mây hành giả cưỡi mây về đến chùa tử vân lên tiếng gọi sư đệ bát giới và sa tăng đương khi bàn tán mong chờ nghe thấy tiếng gọi như vậy cùng nhau ra đón hỏi thưa anh làm sao anh đi cả ngày mới về Sư phụ ở đâu Đầu đuôi ra sao rồi Hành giả kể lại chuyện đuổi theo Và đánh nhau với yêu tình cho hai người nghe Rồi nói Cứ như lão tôn nhận xét Bọn yêu tinh ấy là ba con tê giác đã thành tinh Chú anh ạ à, Nếu là tê giác Nên bắt đến nó cưa sừng mà bán <laughs> Cũng kiếm được mấy lạng bạc đấy Thôi chú đừng tán nhảm nữa Chúng ta hãy đi cứu sư phụ ngay đi nói xong hành giả cùng hai sư đệ cưỡi mây hướng thẳng về phía đông bắc bay đi